Việt Nam đứng thứ hai về tham nhũng nhất thế giới. Tại Hội nghị tăng cường quản trị thúc đẩy phát triển tại Việt Nam, tổ chức sáng ngày 20 tháng 1 tại Hà Nội, bà Conchita Cabello Morales, thành viên cơ quan thanh tra Philippines, nhận định nạn đút lót, hối lộ đang là kẻ thù của phát triển và quản trị hiệu quả, cần phải loại bỏ mạnh mẽ. Các quốc gia đang phát triển thất thoát khoảng 20-40 tỷ Mỹ Kim mỗi năm do hối lộ, đút lót, tham ô và tham nhũng. Đại diện Ngân hàng Thế giới Anders Hort Engelskov chỉ ra khu vực Đông Á-Thái Bình Dương đang là nơi có tỷ lệ dự án bị khiếu nại gian lận tham nhũng cao thứ hai toàn cầu, chỉ sau châu Phi và Việt Nam, được coi là điểm nóng. Trong danh sách 20 quốc gia nhận được nhiều khiếu nại nhất, Việt Nam đứng hàng thứ hai, chỉ sau Ấn Độ. Ngành giao thông và cấp nước được coi là bị đệ đơn nhiều nhất, tiếp đó là nông nghiệp và năng lượng. Có thể con số này chưa phản ánh hoàn toàn sự thật, nhưng là điều cần phải suy ngẫm. Trong 30 năm qua, thì Việt Nam đã được cam kết tài trợ 80 tỷ Mỹ Kim. Phần lớn số tiền này được phân bổ cho các dự án phát triển hạ tầng kinh tế như hải cảng, phi trường và đường xá. Song trên thực tế, thì những biểu hiện gian lận tham nhũng tại các dự án này vẫn đáng lo ngại cho các cơ quan quản lý của Việt Nam cũng như nhà tài trợ. Các dự án ODA thường là những công trình lớn, phức tạp về kỹ thuật và thực hiện trong thời gian dài với nhiều bên liên quan, nên nguy cơ xảy ra tham nhũng gian lận rất cao. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng biện luận rằng, nguyên nhân quan trọng khiến cho các dự án ODA dễ phát sinh gian lận là một bộ phận lãnh đạo địa phương nhận thức chưa đúng, coi tất cả các khoản vay ODA như là viện trợ không hoàn lại, nên đặt mục tiêu được phê duyệt ODA là ưu tiên cao nhất, chưa chú trọng đúng mức tới yêu cầu phải sử dụng hiệu quả nguồn vốn này.